Con trai yêu quý, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày con cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui sướng của gia đình. Mẹ muốn nhờ làn sóng phát thanh Kiên Giang gửi đến con món quà sinh nhật ý nghĩa này. Mẹ có niềm tin con sẽ nghe được và cảm nhận được tình thương của gia đình dành cho con là món quà giá trị mang theo con từng bước trưởng thành. Gia đình đến bệnh viện chờ một ngày mưa tầm tã. Bác sĩ chỉ định mổ vì tim thai yếu nên mẹ không thể sinh bằng phương pháp tự nhiên. Mẹ rất lo cho con trai bé bỏng nằm trong bụng mẹ. Lúc đó cha con nắm chặt tay động viên mẹ. 9 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10 năm 2020, con cất tiếng khóc chào đời. Y bác sĩ bế con đặt lên ngực mẹ. Lúc ấy mẹ đã khóc. Ôi, hạnh phúc ngọt ngào đến thế. Có lẽ đó là khoảnh khắc quý báu và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của mẹ. Được nắm bàn tay nhỏ của con, được con úp vào trong lòng mình sưởi ấm vào tận trái tim. Con như viên ngọc quý mà cuộc đời đã ban tặng cho mẹ. Mẹ nằm trong phòng hồi sức một mình, còn con được đưa sang phòng chăm sóc. Mẹ nhìn lên đồng hồ, chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoài trời, mưa to sấm chớp liên tục. Từng làn gió mạnh, men theo, len lỏi vào cửa sổ. Tiếng hàng chương bên ngoài hòa theo tiếng gió, phát ra âm thanh giống như một bản nhạc. Mẹ đã thức trắng đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, mẹ được đẩy ra phòng gặp con. Bà còn khoe, con chỉ được Út Xuân cho uống xong bình sữa. Con ngoan và ngủ ngon lắm. Bà nói sẽ đặt tên con là Thiện Đồng. Thiện là lương thiện, đồng là bình đẳng. Với mong muốn con lớn lên sẽ biết yêu thương, chia sẻ tâm thiện, biết đồng cảm và bình đẳng. Mẹ nói vậy mẹ sẽ đặt tên gọi ở nhà của con là Chớp Chớp, vì mẹ thích nhân vật Chớp Chớp trong một bộ phim hoạt hình. Bạn Chớp Chớp thông minh, nhanh nhẹn, giúp đỡ mọi người. Mẹ cũng mong con được như thế. Ba mẹ nhìn nhau cười. Thời gian trôi qua nhanh quá con à. Ấy vậy mà con đã tròn 2 tuổi rồi đó. Con lớn lên trong tình yêu thương của gia đình nội ngoại hai bên. Con biết phụ ba lấy dép vào mỗi buổi sáng đi làm. Con biết lấy thuốc đưa ba thoa vào chân mẹ khi mẹ nói mẹ bị đau chân. Con biết lấy khăn lau nước mắt khi anh Xô ngồi khóc. Con biết ôm chặt hai em Ba Lô và Bích Lô khi mà được cho quà. Buổi tối thì con thích nằm lên tay được nghe ba đọc sách cho nghe. Mỗi buổi sáng con đều ngưng nghe câu hát. À ơi, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Bao nhiêu mệt nhọc mà mẹ vượt qua đều nhờ vào nụ cười của con. Còn gì hạnh phúc hơn khi mà ba mẹ được dõi theo từng bước chân con, từng ngày nhìn con khôn lớn. Mẹ cũng tin rằng, tất cả những bà mẹ trên đời đều dành cho con mình một tình yêu thương nồng nàn như thế đó con ạ. Mẹ cảm ơn cuộc đời đã mang con đến bên mẹ một cách bình an. Thiện Đồng à, con sau này chắc chắn sẽ giống ba con, không ngại khó khăn, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Lá thư này viết cho con như một kỷ niệm khi con trưởng thành. Con có thể nhìn lại để con cảm nhận tình cảm mà ba mẹ dành cho con trong cuộc đời này. Yêu con. Mami chúc Thiện Đồng sinh nhật thật vui vẻ nha. Happy birthday con trai của mẹ.